Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị thân yêu. Thì hôm bữa mình có nghe anh Quẹo với mình Tòn nói là anh Tân, nhà anh Tân là bị cháy, cho nên là bữa nay mình lên mình hỏi thăm anh Tân. Mời ông bà cô chú anh chị cùng đi với mình nha. Đi thấy nhà dứt găng chưa? Dứt găng quá chừng luôn. Dứt găng nhức đầu luôn nữa. Chị bữa chị Tan lên đây chị đứng chị khóc quá. Dữ hả? Khóc hả? Tại vì sao? Nhưng mà anh có khóc không? Hả? Anh cũng bữa đó anh khóc hơi hơi à. Anh khóc hơi hơi hả? Thôi hơi chứ không khóc lắm hả? Bữa thằng Hoàng lên nó quay nhiều lắm bộ. Ai quay? Thằng Hoàng, Tấn quay cho thằng Hoàng thấy á. Bữa trái cái hết biết luôn. Vậy hả? Mà trái hồi mấy giờ anh Tân? Chắc hồi anh về hồi mẹ điện là 4:40 anh về đây là anh thấy cháy đùng đông lắm mà chữa đâu được. 4:40 là sáng hả? Mà đông người lắm hả? Mà chữa không được hả? Mà ai phát hiện gì? Ai phát hiện? Ủa nhà trái rồi anh khóa anh chị nữa. Gà được nhá. Hỏi mẹ la đúng như thế kìa. Ai nhà trái giờ phá cửa lại Hoàng xuống tới Hoàng hỏi anh. Ủa nhà trái rồi anh khóa cửa chi vậy? Con gà cho chúng nó hả? Vậy hả? Có chết gà nào không? Chết con cù. Chết con cù cũng hả? Con cù không mà chết đổ hả? Con dữ lắm. Hèn gì thấy cái lòng nằm kìa. Thấy không? Thầy Khơi thấy ăn khế tái vàng không? Thấy. Ủa khế à? Ủa cái khế hả? Ừ. Cái khế có tái chưa mà ổn? Có tái một cái là Tân nó vào rồi. Quả lại ăn. Trời ơi. Đây là nhà của anh Tân hồi lúc trước rồi mình lại đây chơi mình ngồi ngay chỗ này. Mình hay ngồi chỗ này. Thì cái giờ mấy cây bưởi nó chết luôn rồi anh Tân. Trời ơi. Trái sạch xanh xanh, trái mấy cây dừa hết trơn luôn kìa. Hả? Cột cây bưởi trái luôn. Cây cột trái luôn hả? Mà anh kể đầu đuôi câu chuyện chạy cây khúc giữa nghe. Thì anh có biết gì đâu, anh về. Mẹ anh điện về là thấy dây đông rồi. Bữa đó là anh ngủ dưới bình hả? Ngủ dưới bình, xỉnh ngủ dưới. Vậy hả? Dậu xỉnh ngủ dưới bình. Vậy hả? Ừ. Rồng cái này ngủ đây là thành heo quay rồi. Đúng rồi đó. Đúng hên. Anh Tân, bình ga có cháy không anh Tân? À, không biết cháy không, con bình ga kìa. Bình ga có nổ không? Bữa đó gần hết ga xì. Xì ga hả? Ừ. Ôi hên á. Chứ nổ cái đụng cái không biết làm sao rồi nha. Khế đẹp thấy không? Khế gia tài có hai khế à, để anh bạn bữa uống khi đi hả? Đen cây, đen cây hả? Ừ, thương thế, người ta kiểu cái trò đó là ăn khế tái vàng. Chưa tầm có 1 cây mà hôm nay tầm 2 cây. Ờ mấy cái dừa của người ta chết luôn rồi anh Tân. Ờ cái dừa bự nó chết nó cháy luôn rồi kìa. Cháy quéo hết rồi hả? Rồi. Hôm nay là mình nói là để mình lên mình thăm anh Tân. Mà hôm nay thì anh Tân ảnh buồn quá. Hôm nay bỏ nhà đi luôn rồi, không có nhà đâu ạ. Hết nhà ở rồi sao rồi vậy? Cái nghiệp anh Tân. Rồi có ai cho anh Tân gì không? Chưa có ai cho. Cái bữa đó dưới huyện lên cho 5 triệu. Vậy hả? Thì cho 5 triệu lên bắt có Facebook thấy đó. Vậy hả? Ừ. Dưới huyện lên cho 5 triệu rồi anh nhận hai ba anh nhận giùm. Anh nhận cho ba lần tiếp cho anh mà. Vậy hả? Rồi ai cho anh chén đũa xong nồi? Hôm qua cái người nào á, đâu từ thiện lên á. Vậy hả? Cho anh được mấy cái chén? Thấy trong cái xô vậy nè, rồi lên cho chục cái chén à. Chục cái chén thì mấy cái thau. Ủa mà nhà không có cho chén làm gì? Cho tước. Mới có nhà mới, chừng nào làm nhà mới? Chưa biết nữa. Ở đó, hồi đó ba mẹ anh làm cho anh nhiêu tiền hả? Làm cũng mấy chục triệu rồi, chứ đâu ít. Tại nhà cây ngâm là hay dự tử cất nhà là phải ngâm cây tước. Vậy hả? Ừ. Cây gì à? Ngâm cây bạch đằng và u đồ đó. Để cưa mấy cây đó bỏ. Trời ơi, chừng nào anh cưa mấy cây bữa đó bỏ. Nè lấy mấy cây này, lấy giờ vậy tự nhổ luôn chứ cưa gì được nữa cơ. Ủa chứ cúp 50 trái luôn hả? Cúp 50 đâu? Có nó chạy xe cúp 50 kìa. Ngoại cái nó đồ ấy á. Nó là bữa trước á, ở đây bạn anh lại nhậu á. Bỏ chiếc xe đây mà anh ngủ yên bình, bữa đó không trái gặp trái, trái xe của nghiệp của kia rồi. Gửi xe đâu rồi? Cái nồi để thường thường ăn mì tôm, mọi vợ trái đen cho ăn. Đâu? Ăn tôm ăn sống chứ ăn gì nữa. Đâu? Trời ơi, son nồi của anh Tân đây hả? Nè. Một đống gia tài của anh Tân đây nè. Dạ con để hồi đó là cái này là để nấu mì tôm ăn nè. Có nặng trái ra mới phát hiện nó bằng đồng không ta? Đâu? Nó nặng nặng ta. Cái này là nồi nè. Đi nóc. Ủa chưa à. Vậy chiếc xe của anh đó đâu anh? Xe ăn bữa anh chạy với bình gặp để đây giờ trái luôn rồi. Vậy là thấy bình ga, thấy dứt găng rồi á. Thấy bình ga em sợ, em không biết có nổ bình ga không.
em nghe nói nó xì. Nãy em nói nước ga, mày nói ủa cái bình ga đâu có bình ga không ta? Ủa nó xì là nó xì sao anh ta? Nó cháy rồi nó mới xì hay là nó xì sao? Nó cháy rồi nó như nó cháy cái ống ống đường ga nè. Ừ. Thì nó xì xèo 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 tại cái bình ga không có khóa lại phải không? Gần Tết nó gần hết rồi. Ừ. Nên nó còn ít nên nó xì là máy nó nổ hay chết luôn. Ừ, nổ mấy nhà cái mình chết luôn á. Bàn ghế con Hoàng ngồi vừa nè. Vừa cái con giờ nó nổ rồi vậy rồi sao vừa? Ôi, anh vừa anh làm nó bể anh đưa hồ rồi mấy con gà chắc mấy con gà chạy qua mình bên kia quá cho nên còn sống nè. Ôi tội nghiệp anh Tân thiệt. Thì em đau lòng của anh Tân ơi. Cháy rụi Tân. Anh Tân vậy mà anh tèn tèn lên không thấy anh Tân. Ừ. Anh Tân khóc á. Em đau lòng của anh Tân. Không phải là em vô duyên em thấy nhà nó cháy em mắc cười mà tự nhiên em thấy em mắc cười. Không phải là gương viên, anh đừng có giận em. Không có gì đâu. Không, cái này thấy gặp thấy người ta nó cháy đen còn thích cười thêm. Trời ủa cháy coi chắc chết luôn á. Gặp bữa nó nhà chắc chết rồi. Mà bữa đó mà lý do tại sao cháy vậy anh Tân? Anh cũng có biết đâu thì người ta nói chập điện thì anh nói nghe chập điện thôi chứ anh đâu biết. Vậy hả? Người ta là ai? Sao công an người ta hả? Anh có nghe hồ chú quán với ai không? Không. Anh có đi đánh lộn đánh lạo với ai không? Anh thì muốn chết rồi quýnh này. Người ta quýnh anh bỏ chạy không á. Vậy hả? Ơi. Hồi anh về là 4 giờ sáng là vẫn còn cháy hả? 4 giờ 40. Vậy hả? Mà anh làm gì chập điện anh Tân? Trời hồi nào giờ anh có biết đâu, tự nhiên nó chứ chập sao anh biết rồi, sao biết anh chữa rồi. Ừ. Cũng hên bữa đó anh ngủ yên bình ha. Ừ, giờ ngủ nhà như giờ là heo quay rồi. Ừ. Thấy dưới sao cháy thấy bệnh không? Hàng chuối kìa. Ừ, hàng chuối cháy đen thui luôn. Hôm nay là được mấy ngày rồi anh Tân? Tới ngày 8 á. 4 ngày rồi. 5 ngày. Ôi chết cô ổn anh Tân. Anh còn cô nào anh Tân? Không có bò hả? Thấy được mấy cái tủ đây không? Cái tủ cây đi không? Nhớ cái tủ cây đây đâu rồi? Còn cái sắt còn cái gì đâu? Đây tủ cây, đây con vạc. Em nghe anh Quẹo nói vậy mà không biết có không? Đâu? Nói cho anh nhà anh Tân cháy thì về nhà thì cái anh Tân vô tiền. Vô gì? Mất dây chai. Ừ. chưa vô. Còn đóng dây chai hồi ra ngoài chỉ cho coi. Ừ. Dạ anh mà lúc đó bữa đó thì có xịt mua tư không? Không xịt gì. Vậy vô cháy luôn hả? Vậy chứ còn gì nữa là xịt. Cháy rụi vậy. Vậy hả? Nào bữa hổm công an vô bắt đầu nóng quá với lấy sấy xô á. Chói dội rồi nó vô nó đo rồi. Đó là vừa cháy xong sáng lại công an qua tới hả? Ừ, thì điện hồi đó cháy là 4:50 là điện dưới xã. Có người đó điện dưới xã. Ừ. Điện xã xong rồi nó có lên 6 mấy á. Ừ. Gần 6 giờ 5 mấy gần 6 giờ lên tới. Ừ. Rồi chắc 7 mấy giờ huyện rồi bên tỉnh đâu qua. Ừ. Thì có đo vậy á. Ừ. Rồi. Nay anh Tân ở thằng nhà này anh Tân làm được mấy năm rồi vậy? Chắc 3 năm mấy 4 năm vậy. Ừ. Buồn không Tân? Nghĩ sao buồn? Nhà mình ở nghĩ buồn thôi không? Trời ơi, hồi đó con làm trong cái tiệm con dọn về mà con rớt nước mắt luôn á. Tại mình ở quen rồi. Ừ. Anh Tân chừng nào cắt nhà nó vậy? Chưa đi. Con đoạn cho gà ăn. Mấy gà được còn đủ mặt không? Còn có mấy con gà. Mà cũng chết nhiều lắm á hả anh Tân? Không biết có chết không, chắc không chết đâu. Tại nóng rồi nó chạy ra chứ sao thì chết được hết. Có cu cũng chạy mà chạy cũng được. Cu ăn cu nướng. Tại có con cu mà con cu nằm trong lòng rồi đó chứ lại được. Tội nghiệp câu thiệt chứ. Nghiệp câu ha. Thấy cái dàn bưởi cháy không? Thấy. Cuốn còn ngoài mà tới ngoài luôn á. Nóng quá. Nó nóng quá, chừng nóng mà. Chết mấy cái bưởi ta ủ cái ghê không? Anh nghĩ mình chụm một đống lá dừa thôi là còn nóng cỡ nào, huống chi mà cả một cái nhà cháy. Có gì chịu nổi. Nghĩ cái tảng đá mà còn nổ, biết tảng đá đó hồi xưa biết không? Cục đá nổ luôn hả? Ừ, đó. Ừ. Anh Tân bữa đó anh về chắc anh đứng anh khóc anh Tân. Gì không lẽ khóc? Anh có khóc không? Nước mắt luôn á. Ngưng nước mắt luôn hả? Mà hỏi thì có gì nhà không? Có gì quý không? Có vàng bạc châu báu gì không? Có heo á. Con heo, heo. Con heo đâu? Con heo đem tỉnh rồi để kỷ niệm rồi đập ra rồi mà đem về tỉnh. Con không chắc được 7-8 ngàn à. 7 năm rồi á. 7. Nhiêu? Cả chai máy rồi hả bạn? Đâu tính được đâu. Bạn có trái tiền không? Hết đập ra ăn cục mới lớn nha. Vậy hả? À polymer nóng quá nó hiếu lại. Polymer đâu? Còn 10 ngàn với 5 ngàn, 20 ngàn. Ủa? 10 ngàn có polymer rồi. Vậy trong con heo mà nó cháy tiền luôn hả? Cháy đập heo cũng không bể luôn á. Ủa vậy hả? Tại vì con heo nó nung quá tại nóng á. Ừ. Vậy tôi đang nghĩ cái cục thịt heo mà hay bỏ vô cái lu hay nướng mà con heo nó còn khét được, có uống chi gì tiền.
nóng dữ luôn. Ý là cái con heo đất kìa. Thôi thì chờ mai chiều em mở tiền. Heo đất cũng có cái lỗ mà để lửa nó chui vô mà. Okay. Mai trường mở thì vô heo đất á, mình để anh Tân chừng nè. Em á, bữa nay em tính á, là lên coi có phụ được gì không. Em phụ với anh Tân. Mà giờ thấy phụ ai cũng phụ xong hết Tân. Bữa đó mấy anh em lại phụ đông không? Đông à, mười mấy người à. Ai với ai? Thì bên cậu anh đó. Bên cậu em của mẹ đó. Với anh Hoàng, anh Quẹo luôn nè. Có anh ấy không? Anh Vũ không? Bữa đó anh Vũ qua anh thấy anh lắc đầu anh về luôn. Thôi giờ má, anh buồn quá hả? Mai cho tiền lên đây phụ thân ngày đi. Phụ gì? Giờ chỉ còn đóng đo tàn thôi chứ còn gì phụ nữa, phụ quán gia trai á. Anh ta. Thôi em phụ lấy tiền quán gia trai. Cũng được nữa. Còn gì đâu sợ cũng như gia trai cháy luôn rồi. Anh kêu người mua gia trai chưa? Tại nào ta chạy ngang chứ đi làm đâu. Em bán giùm cho. Ủa cái tủ lạnh đâu rồi? Tủ lạnh hả? Tủ lạnh ngay chỗ đứng nè. Chỗ này hả? Tủ lạnh đây nè. Ngay chỗ đó đó. Bảy giờ cái tủ lạnh ngoài đó đó. Thôi mày xách cái tủ lạnh lên thử coi mày nói mấy ký bạn. Khoan em hỏi gia tài của anh ở trong nhà là có gì với gì? Tài hả? Hai cái giường phải không? Ba cái giường. Ba cái tủ. Tủ luôn. Một cái gạt ghê. Một cái tủ để ly ngay đây góc này nhá không? Một cái tủ quần áo. Với một cái gạt ghê. Ba cái giường. Rồi gì nữa? Giường trước, giường sau. Thì mấy cái bàn nhớ không? Mấy cái bàn trước á. Nhớ cái bàn giữa, bàn dài. Nhớ. Ê, gà đó, bình ga đó. Thì tủ lạnh có bình ga đó. Rồi tủ lạnh, rồi tường hình, đâu tường hình để góc đó đó. Có tường hình đó hả? Để bếp ga của người ta, bếp ga để lên cái gì cái tủ. Có tường hình đó hả? Đúng rồi, ở dưới có cái bộ liên quan mình hay ngồi đợt ăn cháo. Thì anh Tân tính rồi là ba luôn rồi đó. Thì tính ba cái giường đó. Một cái giường trước, cái giường trong phòng nhớ không? Biết cái giường phòng. Em chưa vô phòng anh sao biết cái giường anh trong phòng? Thì đứng ngoài giờ cho cũng biết rồi. Anh Tân ở dưới có cái bàn tròn phải không? Một cái bàn tròn. Với một cái bàn tròn sắt đi nóc phải gọi vợ giá phải kìa. Cái giường đó thằng Tân nó chưa cứu vợ, cứu vợ giờ mới cho. Anh Quẹo anh nói để anh dịnh tính là dịnh chân giường cho anh Tân. Mẹ luôn rồi. Mà trái rồi. Bữa đó dịnh gốc khế lại bây giờ còn gốc á hay là làm dưỡng khô á. Vậy là chết luôn rồi hả Tân? Chết chưa bạn? Bác sĩ bó tay rồi. Vậy cái này quạ đi luôn mà đâu có ở được. Quạ sợ quá bay rồi hả? Bạn là tàu cây khế đi quạ lại cho tiền á. Ra coi cái đống sắt dụng của anh Tân thử đi. Nghiệp anh Tân quá. Anh Tân, Tân mấy tên này còn xài được nè anh Tân? Cái đó xài cũng hết sắt dụng rồi. Vậy hả? Đó trên máy trước á, hên lại ngang trước á. Còn cái giá giỏng này còn xài được phải không? Giá giỏng đó hả? Nó nằm tươi tước. Vậy hả? Còn bạc mà tươi tước cửa tre bà có héo vậy đó. Đó thấy không? Đó thân xác hoàn toàn. Đi đóng cho tàn. Mấy anh hát cứ hát thân xác quan tàn không nhận ra. Bữa nay nè. Mấy khách đâu nổi. Dừng mình ra nha bạn. Gì 4 kg, cục này còn có chục kg anh nói gì vậy 4 kg. Chị và chị Tàn chị nói đi, chị cá chị nói chừng 2 3 kg à. Tại ba không có sách. Ô 4 5 kg à. Trời nặng lắm ông nội. Chục anh Tân cái này là cái bếp ga của anh Tân đấy hả? Không giờ hỏi mấy người sửa tủ lạnh thôi cục là như cái này là cái bếp ga nè phải không? Này là cái bếp ga. Ủa tủ lạnh chỉ tủ lạnh vậy? Cái bếp ga còn tủ lạnh đâu? Nè tủ lạnh còn cái này không nè? Còn có cái này không hả? Tủ lạnh cục này đó. Cái này là gì Tân tủ lạnh ta? Bình hồng á. Ủa cục đó nữa. Đâu? Cục đó một dĩa ghê vậy? Ừ, cục dưới đây là tủ lạnh đó. Còn mấy này là gì ạ? Hả? Mấy này là gì? Mấy này tủ nhôm, tủ áo của anh là gì nè? Thấy không nè? Như đến tiền. Thấy không? Tủ áo anh hả? Tủ nhôm hả? Đồ quần áo anh đâu? Quần áo anh hết sạch luôn hả? Quần áo anh không còn một bộ nữa. Tội nghiệp quá. Nghiệp anh Tân chứ hả? Không còn một bộ nữa. Tội nghiệp có con gia tài, có con heo đất. Có dây điện nè. Dây điện, dây động bao vậy? Ừ, dây này để dành tưới bưởi đó. Có con chó nào trong nhà không? Không. Hên à. Con cu rồi. Con cu à. Có con cu cũng chết luôn. Mấy cái hông bên tủ là mấy cái hông bên cái tủ kia hả? Không. Mấy tủ nhôm á. Đây là cái cửa nhà tắm đâu phải không? Ok. Cái cửa nhà tắm đây không? Đúng. Không có được. Cửa nhà tắm. Cửa nhà tắm này nó to lại luôn như cái quạt à. Khoan, có dấu găng tay của em đó là mút lên cái nhà đó. Cái này chắc nó chậm mạch đen. Biết còn được gì không? Đúng gì? Hai cột. Đâu, cột đâu? Ở số 2 kia đó, không cháy. Cháy rồi. Cháy
hết rồi, còn hai cột nó ngã nước. Nó ngã ngược ra ngoài. Thấy cái vàng to đâu? Còn nguyên vàng to đó nữa hả? Vàng to nó to trước cửa, lúc nhà tinh tước á, nhà máy nhà tước á. Mà giờ khi ra đi sử dụng giờ dễ nhiều à. Thế hả? Ừ. Rồi, mới giờ chắc nóng vậy lắm rồi hả? Bây giờ cửa tăng. Chi buồn, chinh chi buồn. Thấy không? Thấy rồi. Hết nhậu nhẹt luôn á em. Dạ, em chào anh. Lâu quá bữa nay mới thấy người thiệt nè. Dạ. Thấy trên mạng không à? Dạ. Phải không? Phải không? Dạ. Thấy trên mạng hôm nay thấy người thiệt nè. Thấy cái nhà hết tiếng rồi ha. Điện chập điện trái là bó tay rồi, không có cái gì. Chửi gì được chưa? Về đâu khi nhà đã cháy? Nhưng này chắc khóc chết luôn á. Đây là cái tội nghiệp đó không? Nghiệp hả? Cái gì nữa? Chứ giờ đâu nhắn anh mà giờ anh bị cháy nhỏ thì cái này cháy cái gì? Chuồng gà thôi. Cũng chuồng gà cũng đau lòng rồi. Ừ. Con này cháy nguyên cái nhà. Cái túp lều lý tưởng. Ở nhà đó. Giờ túp lều cũng không còn nữa các bạn. Ừ. Nhà anh đang xây nhà mới vậy? Hồi nữa chưa có tiền thế thì sao bạn nó chưa có tiền sao xây mốt đi ở đậu không giờ đó bắt đầu đi ở đậu kìa giờ anh lên nãy mình được rồi đó ở đậu, đó giờ ở đậu mà phải ở đậu luôn à ở đậu à ừ. Giờ nhà nó mở ừ phải không ừ mà còn mấy tấm tôn nó dựng không ra như trời cho ở ừ chứ này không lẽ chia của với ngoài chuồng gà hả bạn thôi có lòng từ bi cắt cái chòi ở dưới nhà em cho bạn cũng vui cắt ở dưới rồi bán gà bỏ cho ai